Xin chào quý khán giả. Thông tin trên lĩnh vực tài chính sẽ mở đầu chương trình. Theo Bộ Tài chính thì có 33 địa phương trên cả nước đề nghị điều chỉnh dự toán vay từ nguồn vốn nước ngoài. Chính phủ cho vay lại năm 2023. Trong đó thì có 27 địa phương đề nghị giảm dự toán vay lại vốn nước ngoài hơn 5.500 tỷ đồng. Đồng bằng sông Cửu Long có các tỉnh An Giang, Bến Tre, Cà Mau, thành phố Cần Thơ, Trà Vinh và Tiền Giang. Ngoài ra có 6 địa phương đề nghị tăng dự toán vay lại. Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ chấp thuận việc tăng giảm dự toán vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài theo đề xuất của các địa phương. Trên nguyên tắc, các địa phương chịu trách nhiệm về việc đảm bảo giải ngân toàn bộ dự toán vốn vay lại được giao bổ sung. Bộ cho biết việc điều chỉnh này cần báo cáo Quốc hội xem xét và quyết định. Thời gian này, ngành sản xuất trong nước đã đón nhận nhiều tin vui về kết quả điều tra phòng vệ thương mại từ các thị trường xuất khẩu. Có thể kể đến như việc Thái Lan chấm dứt áp thuế chống bán phá giá với thép mạ hợp kim nhôm kẽm, hay là Hoa Kỳ kết luận ống thép hàng carbon không lẩn tránh thuế. Sự gia tăng về kiến thức cũng như là chủ động ứng phó với phòng vệ thương mại từ doanh nghiệp trước các vụ việc, cùng với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng đã giúp bảo vệ thành công, góp phần giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu. Mới đây nhất, sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh, Hoa Kỳ công bố kết quả sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 19. Mức thuế sơ bộ lần này giảm đáng kể so với trước đó. Có được kết quả này do có thêm 4 doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện bản hỏi điều tra để có mức thuế riêng rẻ tốt hơn và hạ được mức thuế còn 0,14 đô la Mỹ một ký so với mức thuế chung 0,19 đô la Mỹ một ký, đủ mở ra cơ hội xuất khẩu. Các doanh nghiệp bị đơn mà tham gia vào cái vụ kiện này đã rất là tích cực tìm tập hợp đầy đủ những cái dữ liệu mà theo yêu cầu từ phía DOC Hoa Kỳ sau 120 ngày thì mới có được cái kết quả chính thức. Còn Bộ Công Thương đã chủ động theo dõi trên 170 mặt hàng và xây dựng danh sách cảnh báo sớm các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại từ các thị trường xuất khẩu. Căn cứ vào đây, các ngành hàng tự điều chỉnh để tránh nguy cơ bị kiện. Trong số 170 mặt hàng đó thì chúng tôi đánh giá là hiện tại là có 17 mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ là có khả năng là bị điều tra. Trên cơ sở những cái đánh giá nguy cơ đó thì các doanh nghiệp cũng cần cân nhắc để cân đối lại cái chiến lược sản xuất kinh doanh. Hoa Kỳ là quốc gia khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với Việt Nam với tổng số 59 vụ. Và xu hướng này sẽ còn tiếp tục gia tăng để bảo hộ nền sản xuất trong nước. Theo tham tán thương mại Việt Nam tại Mỹ, trải qua nhiều vụ kiện, một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã quen với các quy trình, yêu cầu của phía cơ quan điều tra, đồng thời có sự đầu tư bài bản về hệ thống kế toán cũng như dịch vụ tư vấn pháp lý nên đã giành được nhiều kết quả có lợi. Cá tra, tôm, ống thép, sợi, mật ong là những điển hình. Hoa Kỳ có rất nhiều yêu cầu về quy cách trả lời các bảng câu hỏi. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp cũng cần phải tiếp tục tự bảo vệ mình bằng cách trang bị các kiến thức về phòng vệ thương mại. Khi Việt Nam tham gia càng nhiều các hiệp định thương mại tự do, thị trường nhiều hơn cũng có nghĩa càng phải chủ động hơn trước các vụ kiện phòng vệ thương mại để đảm bảo quyền lợi cho chính mình. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sẽ có ít nhất 11 tỉnh, thành phố có nguy cơ quá tải, 21 tỉnh, thành phố có nguy cơ ùn ứ đăng kiểm xe cơ giới. Nguyên nhân là do thiếu lực lượng sau hàng loạt đăng kiểm viên bị khởi tố đưa ra xét xử sắp tới. Nếu không có giải pháp quyết liệt thì tình trạng quá tải đăng kiểm sẽ tái diễn. Theo đó, thì từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, khi mà áp dụng biển số định danh theo chủ phương tiện, các trung tâm này gặp phải nhiều khó khăn trong hoạt động. Một số khó khăn như là chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về các trường hợp vi phạm giao thông đối với biển số cũ, biển số định danh của chủ xe được thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Nhân viên nghiệp vụ thiếu kinh nghiệm, không biết xe đổi biển định danh, không đối chiếu với đăng ký. Dự báo bước sang các tháng cuối năm, nhu cầu đăng kiểm sẽ tăng lên do gần thời điểm hết thời gian gia hạn đăng kiểm 6 tháng. Ngoài các lý do trên thì phương tiện miễn đăng kiểm lần đầu cũng đã đến thời hạn kiểm định lại. Vì thế, để tránh ùn tắc, Trung tâm Đăng kiểm Cơ giới Thủy Bộ tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra một số lưu ý. Theo đó, chủ phương tiện nên chủ động sắp xếp thời gian để có thể đưa xe đi kiểm định trước hạn. Ngoài đăng ký trực tiếp, chủ xe có thể đặt lịch hẹn đăng kiểm qua app điện thoại. Trước khi đi đăng kiểm, chủ xe cần bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện của mình để tránh tình trạng phải kiểm định nhiều lần do không đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định. Bên cạnh đó, để tránh từ chối đăng kiểm, chủ xe cần kiểm tra thời hạn các giấy tờ cần thiết
như biên nhận thế chấp ngân hàng còn hạn hoặc tra cứu phương tiện mình có vi phạm giao thông và đã thực hiện đóng phạt hay chưa. Theo Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Đồng Tháp, ngày thường đơn vị tiếp nhận tối đa 160 phương tiện. Lúc quá tải, trung tâm phải huy động tối đa nhân lực, làm thêm giờ, nhưng không thể giải quyết hết lượng xe tăng đột biến. Vì vậy, người dân cần chủ động để tránh ùn tắc. Không chỉ có người dân cần chủ động để nhanh chóng trong việc đăng kiểm, mà Cục Đăng kiểm Việt Nam và các địa phương thời điểm này cũng đã có những giải pháp chuẩn bị, sẵn sàng phương án tránh ùn ứ. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, 2 tháng cuối năm nay có gần 680.000 xe ô tô đến hạn kiểm định. Các trung tâm đăng kiểm đã có sự chuẩn bị để đảm bảo các dây chuyền hoạt động ổn định. Đặc biệt khi theo quy định mới, việc kiểm định hiệu chuẩn các dụng cụ thiết bị hàng năm sẽ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện. Chúng tôi cũng đã gửi văn bản lên đề nghị và Tổng cục Đo lường Chất lượng cũng đã hứa là sẽ thời gian ngắn nhất là sẽ kiểm định thiết bị cho chúng tôi và các hãng cũng phối hợp để cùng bảo dưỡng thiết bị. Như vậy, hệ thống trang thiết bị có thể không gặp vướng mắc. Tuy vậy, sự thiếu hụt nhân lực thực sự là điều đáng lo ngại. Cụ thể là có đến 700 đăng kiểm viên tại các trung tâm đăng kiểm bị khởi tố vì sai phạm. Khi vụ án được đưa ra xét xử, sẽ có 21 trung tâm đăng kiểm của 9 tỉnh, thành phố bị dừng hoạt động. Chúng tôi cũng có những phương án là phải đăng ký qua app để làm sao chúng ta sắp xếp được cái lịch hẹn nó phù hợp. Chúng tôi cũng rất là nỗ lực trong công tác đào tạo, tập huấn để làm sao có được những cái nguồn nhân lực để bổ sung kịp thời cho hệ thống đăng kiểm. Đào tạo nhân lực bổ sung là cần thiết, nhưng việc làm này cũng cần thời gian. Minh chứng là trong năm nay mới chỉ bổ sung được khoảng 300 đăng kiểm viên. Chính vì thế, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ khuyến cáo công khai lượng phương tiện đến chu kỳ đăng kiểm theo từng tháng của các địa phương. Từ đó, tùy theo năng lực kiểm định của mỗi địa phương, cần chủ động lên phương án bổ sung nguồn lực hoặc liên hệ với những địa phương lân cận để điều chuyển một cách phù hợp, góp phần hạn chế ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Long An đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn tỉnh. Cụ thể, thì địa phương đã tập trung thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát đối với nhiều loại hình cơ sở. Trong đó tập trung kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao. Qua kiểm tra, thì ngành chức năng còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, cách sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của người dân và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. Không ai có thể lường trước được cháy nổ và cũng không ai có thể tưởng tượng được hậu quả của một vụ cháy như thế nào. Nhẹ thì mất tài sản, nghiêm trọng hơn là đánh đổi bằng cả mạng người. Nhưng đau lòng nhất là những nạn nhân trẻ em, đối tượng còn thiếu kiến thức thoát hiểm. Trước nhu cầu bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương này, thì mới đây tại thành phố Cần Thơ, trường tiểu học Ngô Quyền phối hợp với công an thành phố tổ chức buổi chia sẻ kiến thức thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Tình huống giả định là tại trường xảy ra cháy. Thầy cô hướng dẫn học sinh của mình thoát khỏi khu vực có khói độc. Nhờ làm tốt và đủ các bước thoát hiểm nên học sinh và giáo viên đảm bảo không ai bị thương tích. Khi xảy ra cháy thì ở nhà thì mình phải lấy khăn ướt nè, nhúng vô nước, xong rồi bệnh viện là chạy ra ngoài. Rồi trong nếu mà trong thu thị thì con sẽ đi bằng cầu thang bộ. Không quá nhiều lý thuyết, nhưng cán bộ phòng cháy chữa cháy vẫn đảm bảo học sinh có thể biết tự cứu mình thông qua việc được trực tiếp cầm mình chữa cháy và cả cách sử dụng nó. Với những cái buổi mà các em học sinh được trải nghiệm thực tế đó, thì các em sẽ được khắc sâu với kiến thức nhiều hơn. Thì trong buổi sáng hôm nay đó, các em được trực tiếp xử lý những cái việc mà xảy ra, ví dụ như phòng cháy, phòng khi có cháy, và ngay cả khi cháy thì các em vẫn biết cách để các em xử lý. Ngoài những kiến thức sử dụng thiết bị chữa cháy thông dụng, các cán bộ phòng cháy chữa cháy còn tạo tình huống rò rỉ bình ga trong gia đình, hướng dẫn cho thầy cô và học sinh cách xử trí. Dạ, con rất tự tin khi mà mình đã học được thì mình đã làm được, cho nên lúc mà phòng cháy chữa cháy xảy ra con sẽ không lo nữa. Mong các bạn sẽ là một cái nhóm tuyên truyền viên nhí
để mà các bạn là hỗ trợ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong công tác tuyên truyền. Các bạn sẽ về hướng dẫn lại cho ba mẹ cũng như là các cái bạn cùng trang lứa ở hàng xóm xung quanh. Buổi chia sẻ này cũng là mô hình điểm tại thành phố Cần Thơ. Ngành giáo dục thành phố hướng đến sẽ đưa vào các trường học trên địa bàn trong thời gian tới. Hiện nay Bộ Giáo dục cũng rất quan tâm và chúng tôi sẽ được tập huấn. Thì các thầy cô mà cố gắng mà khi mà tập huấn rồi vào ngày 31 tháng 10 khi về đó thì mình sẽ tiếp tục mình triển khai, mình hướng dẫn thêm cho tất cả các học sinh. Khi không thể ngăn chặn cháy nổ thì phòng ngừa là lựa chọn tối ưu. Và tốt hơn nữa là trang bị cho mọi người kỹ năng thoát hiểm. Những buổi chia sẻ kỹ năng ngắn như thế này cần tiếp tục được nhân rộng để nâng cao hơn nữa ý thức của mọi người về phòng cháy chữa cháy với phương châm nơi nào không có cháy, nơi đó có hạnh phúc. Tiếp tục sẽ là tin trên lĩnh vực y tế. Hiện có 20 trường hợp mắc đậu mùa khỉ đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. 18 trong số đó nhiễm HIV. Thông tin từ Sở Y tế thành phố. Hiện có 2 ca bệnh lâm sàng diễn tiến nặng. Như vậy, tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 34 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Sở Y tế nhận định đây là những ca bệnh nội địa và hiện đang tăng cường các biện pháp tầm soát trong cộng đồng. Theo các chuyên gia, bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng bởi có cách lây gần giống như HIV, sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và lành bệnh nếu bệnh nhân có miễn dịch tốt. Câu chuyện thiếu máu cứu người tại đồng bằng sông Cửu Long không phải là mới. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này đã đến mức báo động. Nguồn máu dự trữ dần cạn kiệt, việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Cụ bà này nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Theo các bác sĩ, bệnh nhân cần điều truyền máu khẩn cấp. Tuy nhiên hai ngày nay, nguồn máu đã không còn. Bệnh viện quá trời lớn mà thiếu máu cũng còn hơi băn khoăn một chút. Rồi hỏi bác sĩ giờ thí dụ có con cháu rồi này nọ có truyền máu được không, bác sĩ nó cũng không được luôn. Chưa bao giờ ngành y tế đồng bằng sông Cửu Long lại gặp khó về nguồn máu như lúc này. Đã có khoảng 74 bệnh viện cơ sở y tế trong vùng bị ảnh hưởng, trong đó có cả bệnh viện chuyên sâu như Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đa khoa Trung ương Cần Thơ chúng tôi là lại tiếp nhận những cái trường hợp bệnh nặng từ các cái tỉnh tuyệt chuyển đến. Chẳng hạn như Bạc Liêu họ không có máu thì họ cũng chuyển lên Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thì chúng tôi là tiếp tục gặp những cái khó khăn. Nếu mà có sẵn thì chúng tôi hỗ trợ điều trị, nếu không chúng tôi lại tiếp tục chuyển bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ là nơi cung cấp máu cho cả vùng. Đầu năm 2022, đơn vị phải tự thực hiện công tác đấu thầu. Chính sự kéo dài của hàng loạt thủ tục đã dẫn đến nguồn vật tư y tế cạn dần. Cho tới ngày 18 tháng 10 năm 23 thì bệnh viện huyết học mới nhận được cái quyết định cuối cùng mà để tổ chức đấu thầu. Chính vì vậy mà trong thời gian chờ đợi lâu quá, nó dẫn tới tình trạng mà thiếu các cái hóa chất vật tư. Đây là một thông báo của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ. Đơn vị đã ngưng tiếp nhận máu từ ngày 18 tháng 5 vừa qua. Và nguyên nhân của tình trạng này cũng là do thiếu các vật tư y tế. Đến sáng nay, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ chỉ còn 287 đơn vị máu, trong khi nhu cầu mỗi tháng của cả vùng là từ 12 đến 15 ngàn đơn vị. Nếu không sớm gỡ khó về nguồn máu, bệnh nhân chính là đối tượng chịu thiệt thòi. Thưa quý khán giả, hiện nhiều website của cơ quan nhà nước đang bị lợi dụng để cài cắm, đăng tải, chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung quảng cáo không phù hợp như game bài, cờ bạc. Cụ thể, những tệp tin này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google và thực hiện chuyển hướng người dùng sang website khác khi người dùng truy cập đường dẫn. Điều này trở nên nguy hiểm nếu website bị lợi dụng để đăng tải, phát tán những nội dung xấu độc, xuyên tạc về chủ quyền, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Theo kết quả rà soát của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 9 năm 2023, 18 tỉnh, thành phố và 10 bộ ngành còn tồn tại 67 website cơ quan nhà nước bị lợi dụng chèn nội dung như vậy. Liên quan đến sự việc bé gái 11 tuổi bị mất tích cách đây 2 ngày tại Vĩnh Long, khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của bé. Chiều ngày 22 tháng 10, bé gái ra bờ kè xây dựng đê bao sông Măng thuộc xã Tân Long Hội chơi cùng nhóm bạn. Sau đó em xuống cặp bờ sông rửa tay và bị trượt chân ngã xuống sông mất tích. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Vĩnh Long đã điều 2 xe cùng 18 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường, kết hợp với công an địa phương triển khai đội hình tìm kiếm.
Tuy nhiên, do đây là khu vực nguy hiểm, đang xây dựng tuyến đê bao sông Măng, sông rất sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến sáng nay, thi thể được phát hiện trên tuyến sông Măng, cách hiện trường khoảng 200 mét. Hai thanh niên đi trên một xe máy, chạy xe bằng một bánh với tốc độ rất cao. Một người khác tham gia quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Liên quan đến vụ việc này, hôm nay, Cơ quan Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đoạn clip được thực hiện vào 18 giờ ngày 21 tháng 9 trên quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Hòa Tịnh đến khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành. Đoàn Trần Thế Hào là người điều khiển xe máy chạy một bánh, Phạm Duy Tân ngồi sau xe, Quỳnh Trần Tấn Quy được xác định là người quay clip. Sau khi quay xong thì các đối tượng biên tập lại và đăng tải lên mạng xã hội thông qua trang Facebook của Quy với khoảng 32.000 lượt người theo dõi, gây bức xúc trong dư luận. Ngày hôm nay trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, giao thông bị ùn ứ, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm. Nguyên nhân là do xảy ra tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe đầu kéo. Thời điểm trên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát thành phố Cần Thơ đang đi qua đoạn km 45 thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông thì bị nổ hai giỏ sao. Trong lúc tài xế tìm vật dụng để cảnh báo trên đường thì một xe đầu kéo mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh lưu thông cùng chiều từ phía sau bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải đang dừng. Chiếc xe tải trượt về phía trước khoảng 40 mét trên đường mới dừng lại. Còn tài xế xe tải bị hất ngã văng vào giải phân cách thấp nên may mắn thoát nạn. Không có thương vong về người nhưng phương tiện bị hư hỏng nặng. Sau tai nạn, hai phương tiện nằm chiếm hết làn đường số 1 và làn đường số 2, khiến hàng loạt phương tiện lưu thông ngang qua phải di chuyển chậm trên làn dừng khẩn cấp. Cảm ơn chị Mỹ Ngọc với những thông tin vừa rồi và chúng ta sẽ gặp lại chị sau một ít phút nữa. Còn bây giờ là thời gian dành cho những thông tin về thời tiết. Hiện nay nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch và bán được giá cao. Không biết thời tiết sắp tới có gì đáng lưu ý không, chị Hồng Giao? Dạ vâng, xin chào trường quay VTV Cần Thơ và quý vị khán giả. Dự báo là thời tiết những ngày tới ở đồng bằng sông Cửu Long thì vẫn có mưa dông về chiều. Không chỉ ảnh hưởng đến việc thu hoạch sầu riêng, mà mưa cũng sẽ khiến phát sinh nấm bệnh. Tại một số nhà vườn của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, những ngày mưa vừa qua thì đã xuất hiện bệnh nấm hồng gây hại trên sầu riêng. Bệnh nấm hồng thì thường xảy ra vào giai đoạn trước và sau khi thu hoạch sầu riêng, gây hại trên các vị trí như là thân cây, cành cây và lá, khiến cho cây nứt vỏ. Và nếu nặng hơn thì sẽ chết cành hoặc là chết cây. Mà dự báo là một tuần tới, thời tiết ở Vĩnh Long sẽ thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh khi mà trời đều đặn đều có mưa về chiều và chiều tối. Thậm chí là 3 ngày tới là những ngày có mưa vừa, mưa to kèm theo dông gió giật mạnh. Còn từ sáng cho đến chiều thì trời có nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Tranh thủ những khoảng tạnh ráo này thì bà con nên thăm vườn để sớm phát hiện bệnh, cần loại bỏ ngay và tiêu hủy các cành lá bị bệnh để tránh lây lan, phun đậm thuốc chứa cốc đồng ở các vị trí bị bệnh. Đồng thời thì nên chăm sóc, bón phân chuồng ủ hoai mục, giúp cho cây tăng đề kháng, đủ dinh dưỡng kháng lại bệnh. Không chỉ ở Vĩnh Long mà các nhà vườn trồng sầu riêng khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng cần lưu ý đến các biện pháp phòng trừ trên về bệnh nấm hồng. Nhất là trong 4 ngày tới, từ ngày 25 cho đến ngày 29 tháng 10, thì mưa nhiều về chiều ở nhiều tỉnh thành. Có những điểm mưa to, dễ gây ngập úng cục bộ, kèm theo lốc sét và gió giật. Sáng đến trưa thì trời có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Không chỉ có tình hình thời tiết mà diễn biến xâm nhập mặn cũng đang là mối lo của nhà nông. Các chuyên gia khí tượng dự báo nhiều khả năng xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ bắt đầu vào giữa hoặc cuối tháng 12 năm nay. Không chỉ đến sớm hơn một tháng mà mức độ hạn mặn còn gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Theo đó, dự báo sẽ có 43.300 hecta cây ăn trái ở một số tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng. Khả năng 66.000 hecta đất nông nghiệp thuộc các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng sẽ thiếu nước ngọt. Hạn mặn cũng làm 38.000 hecta lúa tôm ở Kiên Giang, Cà Mau bị thiếu nước. Chuyên gia khuyến cáo các địa phương cần lưu ý tích nước sớm để sử dụng trong suốt mùa khô.
vụ đông xuân 2023-2024 cũng cần xuống giống sớm, hết năm 2023 phải cơ bản xong. Sử dụng các giống lúa ngắn ngày, khu vực bán đảo Cà Mau cần thực hiện đắp đập tạm, nạo vét kênh mương trước khi mùa mưa kết thúc. Hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, thủy sản và diện tích trồng cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long. Do diễn biến thời tiết có xu hướng cực đoan như hiện nay, chủ động các giải pháp ứng phó là hết sức cần thiết. Trước dự báo của các chuyên gia về một đợt hạn mặn khốc liệt có thể diễn ra trong mùa khô năm 2023-2024, ngành nông nghiệp khu vực miền Tây đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó. Chuẩn bị sớm và khẩn trương nhất là huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, vườn quất sầu riêng nổi tiếng và là vùng sản xuất cây giống hoa kiển vốn rất dễ mẫn cảm ảnh hưởng bởi hạn mặn. Mấy năm trước thì nó mặn thì nó chết, bây giờ cứ gần mặn là mình chủ động mình bơm lên cho nó đầy, thì cái này mình tưới có thể là hơn hết á, có thể là chịu được cái những tháng mùa khô đó. Vậy thôi, chứ còn bây giờ mà không có cái này là không được. Cái giải pháp đầu tiên là cùng với nhà nước thực hiện đắp đập và những cái nơi trữ nước của những cái đập công cộng, và người dân từng cái hộ sản xuất cũng chuẩn bị cho mình cái hệ thống ngăn mặn trong vườn và cái hệ thống trữ nước, thì đến nay thì phần lớn người dân đã thực hiện cái công tác này. Hiện tại trên các nhánh sông Tiền, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên, các tỉnh trong vùng đã xây dựng nhiều hệ thống đê bao, cống đập ngăn mặn. Nguy cơ xâm nhập mặn ở Chợ Lách sẽ rất cao bởi nước biển sẽ xâm thực trực tiếp và nhanh hơn vào khu vực. Chúng tôi phải có những cái dự báo, có theo dõi các cái dự báo xa hơn và có cái đề xuất đối với lãnh đạo tỉnh ban hành cái kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các huyện cùng chính quyền các cấp để mà tuyên truyền cho vận động người dân chủ động trong cái xây dựng cái phương án là tích nước để mà phục vụ cho cái dân sinh và các cái sản xuất nông nghiệp, để giảm cái thiệt hại mà sợ là cái mùa cực đoan của năm 23-24 nó diễn ra. Theo ngành khí tượng, khu vực Nam Bộ có thời tiết ôn hòa nhất trên cả nước. Thế nhưng tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, kể cả triều cường gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển ngày càng gia tăng. Mùa khô sắp tới được dự báo là cực đoan, nhiều khả năng tác động nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân. Với việc chủ động các biện pháp ứng phó hạn mặn từ sớm, ảnh hưởng hạn mặn sẽ giảm thiểu phần nào. Nỗi lo thiệt hại hạn mặn càng dơi đi khi mà các địa phương đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy lợi quy mô, kiểm soát triệt để mặn ngọt, phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Dùng chuyên canh sầu riêng nổi tiếng ở miền Tây thuộc tỉnh Tiền Giang là điển hình. Cống Âu Nguyễn Tấn Thành, cống ngăn mặn lớn thứ hai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chỉ sau cống Cái Lớn, Cái Bé, đang hoàn thành hơn 45% khối lượng công việc. Theo ban quản lý dự án, công trình thi công vượt tiến độ kế hoạch là 4 tháng. Các trụ đập và âu thuyền hiện đã cơ bản hoàn thành, cửa tự động cũng sẵn sàng xuất xưởng. Dự kiến đầu tháng 2 năm 2024 sẽ hoàn thiện đưa vào vận hành. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo chỗ đơn vị thi công là sớm hoàn thành những cái mốc quan trọng, ngăn mặn được cái mùa mặn 2023-2024 để bảo vệ nhà máy nước cung cấp cho thành phố Mỹ Tho và cũng như bảo vệ cho toàn bộ sản xuất vùng hưởng lợi của công trình. Tiền Giang là địa phương chịu ảnh hưởng nặng của tình trạng xâm nhập mặn. Mùa khô năm 2020, hạn mặn xâm nhập gây thiệt hại hơn 5.300 hecta vườn trồng cây ăn trái, trong đó có gần 4.500 hecta vườn sầu riêng chuyên canh. Hoàn thiện hệ thống đê bao ngăn mặn trữ ngọt tạo niềm an tâm lớn cho người dân. Ở trên có đầu tư kinh phí đó, thì khép kín 7 con kinh đó, thì nhân dân mà giá sầu riêng cái này thì nhân dân ổn định về vấn đề tài mà nước mặn. Bởi vì mình ngăn được nó, thì mình bơm nước tưới thì coi như không thiệt hại. Cùng với 5 cống khác thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền thuộc tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành giai đoạn 1, có thể tạm thời vận hành khi độ mặn sông Tiền tăng cao. Phương án ứng phó hạn mặn phức tạp cũng được dự phòng. Trường hợp mà mặn lên sớm thì chúng tôi sẽ sử dụng cái khung vây thi công cái dầm van ở giữa để gia cố thêm để làm công tác làm đập thép ngăn mặn, và chúng tôi sẽ đóng cái cửa na sen ở âu thuyền đoạn 3 làm cái đập thép ngăn mặn toàn bộ nếu trường hợp mặn lên sớm mà chưa lắp đặt được cửa như
dự kiến là đầu tháng 2 năm 2024. Hàng loạt cống ngăn mặn, trữ ngọt đã hoàn thiện giai đoạn 1. Cùng với tư thế sẵn sàng ứng phó, các địa phương ven sông Tiền của tỉnh Tiền Giang không còn lo ngại nhiều đến chuyện thiếu nước phục vụ sinh hoạt sản xuất. Dùng chuyên canh sầu riêng nổi tiếng miền Tây sẽ được bảo vệ an toàn trước mùa hạn mặn tăng cao. Những nội dung tiếp theo: người hâm mộ kỳ vọng trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Vũ Hán Tam Trấn tại AFC Champions League diễn ra trong ít phút tới. Cái loại đất này dễ trồng cây tầm vong nhất và với lại nó không cần phải để nước nhiều, mưa là nó sẽ lên măng. Cùng miền Tây hôm nay tìm hiểu về loại cây trồng bén duyên với vùng đất núi Tri Tôn và một nghề với cái tên độc lạ, nướng tầm vong. Quý khán giả đang theo dõi miền Tây hôm nay buổi chiều. Chương trình đang được phát hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ. Bây giờ là 18:30, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình với những tin tức chính trị xã hội quan trọng. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu đã thảo luận tại tổ những báo cáo của chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách, chính sách tài khoá. Quốc hội cũng tiến hành các bước của việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn. Về các cái chỉ tiêu thảo luận tại tổ, các đại biểu đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị. Trong 3 năm qua, kinh tế xã hội cả nước đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy vậy, một số chỉ tiêu vẫn không đạt như tốc độ tăng trưởng kinh tế. Hiện nay các ngành hàng còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trường hợp đó là chính phủ có các cái giải pháp phù hợp để quản lý và bình ổn giá vật tư đầu vào. Kiến nghị là chính phủ cần có xem xét để có những cái giải pháp để hỗ trợ cái rủi ro cho người nuôi tôm trong những tình huống bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh v.v. Để tạo động lực tăng trưởng, các đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy nhanh giải ngân đầu tư công những công trình trọng điểm như cao tốc, dự án thủy lợi, ứng phó biến đổi khí hậu, tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả cao nhất. Nên chăng là lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghiệp chúng ta xác định hẳn đây là một cái lĩnh vực mà nhà nước miễn cái tiền thuế đất hàng năm. Thế còn về lâu dài ấy, thì là phải có những cái dự án lớn, ví dụ như sụt lún, sạt lở, đặc biệt là các cái tỉnh Bạc Liêu như là Vĩnh Long của các ông chí hay là Cà Mau. Chiều nay các đại biểu Quốc hội đã nghe tờ trình, sau đó biểu quyết thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm và thảo luận tại đoàn các vấn đề liên quan. Thời gian khoảng 15 phút. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 13. Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì và điều hành hội nghị còn có ông Lê Văn Nưng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã nghe công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Quốc Thái giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Cợp giữ chức Bí thư Thị ủy Tân Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá cao phẩm chất đạo đức, năng lực, kết quả công tác của các đồng chí trong thời gian qua. Chúc mừng các đồng chí đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, ông Lê Hồng Quang cũng đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 với nhiều quyết định rất cơ bản và quan trọng. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của tỉnh, cùng một số chủ trương quan trọng khác. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Quân khu 9 đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản trọng tâm của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trong đó có những nội dung như báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ 2024 đến 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9,
yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng các cấp tổ chức học tập quán triệt đến 100% cán bộ đảng viên, quần chúng trong cơ quan đơn vị. Tiếp tục là thông tin về thời tiết. Cập nhật tình hình mưa ngày hôm nay tới hiện tại như thế nào rồi, chị Hồng Giao? Dạ vâng, chiều nay thì mưa nặng hạt đã xuất hiện tại Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai, tương ứng với những nơi có màu cam vàng trên ảnh radar mà quý vị có thể quan sát. Dự báo là trong tối nay và chiều tối ngày mai thì mưa dông sẽ xuất hiện hầu khắp ở khu vực Nam Bộ. Quý vị lưu ý là có những nơi mưa rất to, cần đề phòng về lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Trước khi có mưa, sáng và trưa mai thì Nam Bộ vẫn có những khoảng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau và các nơi khác phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Về thời tiết tại thành phố đảo Phú Quốc, chiều tối mai dự báo là sẽ có lúc mưa to. Từ sáng đến trưa trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 30 độ, tiết trời dễ chịu. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, dự báo ngày mai gió nhẹ nhưng mưa nhiều, tầm nhìn xa dưới 10 km. Trong mưa dông dễ tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy, gió giật mạnh. Thưa quý khán giả, toàn huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang hiện có trên 200 hectare đất trồng tầm dông. Dù không phải là cây kinh tế chủ lực, thế nhưng thời gian qua, loại cây này đã tỏ ra ưu thế. Không chỉ phù hợp với đất đai thổ nhưỡng, nhẹ công chăm sóc, mà đầu ra loại cây trồng này cũng ngày càng mở rộng khi mà nhiều người bắt đầu hướng đến những nguyên vật liệu tự nhiên và thân thiện với môi trường. Và không chỉ bán tầm dông tươi tại vườn, hàng trăm hộ dân ở Tri Tôn còn sống khỏe với nghề nướng tầm dông. Tôi đã có mặt trên đường tầm dông, một con đường có bối cảnh đẹp như phim cổ trang nằm ở xã Lương Phi của huyện Tri Tôn. Nhìn vào đây thì bất kỳ ai cũng hình dung ra được đời sống của bà con ở đây gắn bó mật thiết với cây tầm dông như thế nào. Cái loại đất này dễ trồng cây tầm dông nhất và với lại nó không cần phải để nước nhiều, mưa là nó sẽ lên măng. Ở đây sở dĩ cây tầm dông được ưa chuộng là bởi vì nó có thể sử dụng vào rất nhiều mục đích như là làm kèo, làm cột, làm sào, làm đồ trang trí nội thất, cất nhà, làm đồ thủ công mỹ nghệ. Bà con còn tận dụng những không gian trồng tầm dông để có thể kết hợp nuôi gà hay là chăn nuôi bò để phát triển kinh tế cho gia đình mình. Cũng như cây này thu hoạch được, cây này là 5 năm, yeah. Cây này là 3 năm, cây này là 2 năm. Là phải lựa cây già nè. Là cây già với mới chất lượng tốt nè. Một cây tươi tại vườn như vậy nè, mình bán ra thì có giá là bao nhiêu? Giá cũng như cây nhất với là 50 ngàn một trên một cây. Cây nhi cũng như là 40 ngàn một cây. Không có làm ruộng, mình nhớ tầm dông cũng được cho tiếp xúc, cho con cháu đi học, đại học cũng được hai đứa rồi. Những cây tầm dông sau khi thu hoạch về thì nó rất là công. Người thợ sẽ mang sang lò nướng bên kia để uốn thẳng. Thường trong khu vực lò nướng thì chỉ cần một người phụ trách thôi. Và một mẻ nướng nó sẽ bao gồm từ 10 cho đến 15 cây là vừa đủ. Một mẻ nướng như vậy thì mất thời gian bao nhiêu phút ạ? Cứ 5 phút hoặc 10 phút. Dạ. Một người thợ làm ở đây thì mình sẽ tính là theo lương sản phẩm hay sao ạ? Gốc một ngọn là 1 ngàn, bên ngon là 1 ngàn, tổng cộng là một cây là 2 ngàn. Dạ, dân thưa quý khán giả, tôi được biết một người thợ nướng tầm dông ở đây thì một ngày họ sẽ có thu nhập vài trăm ngàn đồng. Những cây tầm dông thẳng tắp sau khi ra thành hình như thế này thì sẽ theo tay thương lái đi phục vụ ở khắp các tỉnh thành lân cận. Anh nghe nướng tầm dông coi vất vả như vậy nhưng với bà con ở Tri Tôn đó là niềm vui, bởi vì từ đây thì rất nhiều gia đình, trong đó có những bà con ở vùng đồng bào dân tộc, đồng bào Khmer, đồng bào Chăm sẽ có cuộc sống ổn định hơn, có cái để chăm lo cho gia đình của mình. Dùng Tri Tôn bảy núi vốn là dùng khô cằn, nắng gió khắc nghiệt. Thế nhưng giờ đây, sức lao động của con người đang dần tạo những mảng rừng cây, phủ xanh đồi đá. Sự cần cù trong lao động, niềm lạc quan trong gian khó chính là cách người dân xứ này đã chọn để làm chủ cuộc sống của mình. Đến đây thì Miền Tây hôm nay buổi chiều xin được kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình tiếp theo.